họ nghe từng vui hái hương mùi hà hương non đóng em đi bao kỷ niệm nhắc lại em nào em nào em nào hát gì vậy anh em nào đâu lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu kẻ lạnh lẽo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạn thêm anh vậy mà niềm đau ngày xưa yêu dấu đường về hai tôn cách xa thân cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm đà vậy hả lòng hát nữa gì vậy nó nói chị em không nói hát hoài vụ gì đâu hả? Thấy chỗ này sao nó chỗ đồng hồ đó có đồng hồ cổ cái cơ màu xịn nha quý vị hồi hồ này là treo tao nói năm mấy rồi nó cứ 10-35 hoài luôn nhất gì trơn mà dưới đồng hồ sao dưới đồng hồ nè không thấy trống lỏng sao trống lỏng là trống gì nè này hả nhìn trước ra tới sao luôn thì đó nó là cái khung gì vậy cái đó thiếu gì không thiếu gì đâu gắn lại cái màn gắn cái lịch hả cái lịch gắn đây sao được gắn cái màn chứ cái lịch gì cái màn nào cái màn treo hả đúng rồi trời ơi nhà mình đâu ai vô đâu mà màn gì thì cũng phải gắn màn chứ anh vậy hả gắn cho đừng có trống trải trời nhà mà tự nhiên nhà trước nhìn ra tuốt ra tới nhà sau đâu có tốt đâu phong thủy phong thủy hả đúng rồi không bữa nay biết phong thủy nữa trời tôi còn biết phong thủy là gì mà biết phong thủy nhìn về trước ra thì sao không tốt nữa kệ có màn đỡ trống trải mà màn hả màn đâu có đâu nhà mình đâu có màn thì đi mua anh chở đi mua trời thôi gì biến quá ở nhà hát chứ cũng có làm gì đâu thôi cho tôi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi gì đâu à nhưng mà mua về ai treo anh chứ ai trời anh đâu có biết treo không biết treo bây giờ mới vợ treo biết từ từ thôi mà anh thấy mua màn chỉ mất tiền anh thấy có ý kiến gì đợi anh xíu em muốn che lại phải không che lại rồi có cắt đẩy ê thôi đi chợ đi cơ thôi bác đó mình ơi tối nó cục lắm để mua anh lấy ra cho một tấm gương mà bự bự hai người đó móc cái móc á hai bên hai cái móc cái treo như vậy trời ơi ai mà làm vậy hả cái màn chứ cái đó như che kính rồi bao bát lắm không được mắc gì được không đó gì nè được đó gì nè mà con những mày vô không thấy gì đâu nghe nè cảm thấy hồ xấu lắm. Ồ vậy thôi anh làm được thì anh lấy đóng hai đinh treo áo mưa lên không thôi biến quá. Cái nhà mà treo mưa gì gió cái buồn với cái màn với áo mưa gì. Ờ biến quá thôi đừng ngủ đây. Nóng nào mà chị phá nè. Nóng gì? Đi chợ, chở đi chợ đi. Trời ơi. Đi chợ làm gì? Chợ mua đồ ăn. Nhà này ăn còn nhóc trơn đồ chợ gì? Ăn còn xíu chịu đâu có đủ. Lòng chợt buông xa xăm dáng sức hả đi nè ui nắng quá làm biến đi quá à nắng gì đâu lên xe chạy đã mát rượi à trời gió ơi chạy thiệt trời ơi quý vị không? Nhìn coi trời nắng chang chang vậy bắt tôi đi chợ có gì đâu đi chợ đồ ăn mà cũng là biến cái thiệt luôn mà đồ ăn còn quá trời muốn gì còn gì đâu ở nhà nằm hát nghiêu ngao thì được chở đi không được thôi vậy thôi em đi đi anh nhà nhà làm gì nhà ngủ con ngủ quá ngủ hoài ngủ quá vô em đi anh ở nhà anh coi nhà đó nha em khóa cửa rồi nha tôi ngủ quá tôi biết gì đâu đó khổ em luôn á bà này thiệt á bà hưởng cảm dễ sợ chưa nắng chang chang nè mà bà đòi xách xe đi chợ trời ơi ta dậy sớm đi chợ đi lo ngủ cho dữ đi rồi giờ anh lo ngủ cho dữ chứ nắng chang chang hoặc ghê khóa cửa lại anh ngủ nha anh ngủ á không tôi ngủ á tôi ngủ lắm rồi 2000 years later anh ơi gì vậy chị làm công việc công việc gì vậy treo cái màn màn đâu treo màn trên bụng kìa màn ơi trời ơi mưa được đang nóng nhớt mình đắp mệt gì trời cái màn đó mệt nó còn mệt hả gì đi
rồi, nãy giờ cái tiếng rồi đi chợ. Cái màn đó. Mua đâu ạ? Chợ chứ đâu. Trời ơi là trời, tôi mua nào vậy? Thì lúc anh ngủ em chạy đi mua, anh không chịu chạm đi, em đi luôn. Giờ chưa treo lên rồi hả? Trời ơi, đi những nhà màu tím mà chịu màu xanh vậy hả? Tại vì toàn mệt màu vàng, màu gì không mà. Vậy giờ sao? Thì phải treo lên chứ sao, khoan treo lên. Anh đứng thì anh cầm xuống rồi luôn hả? Ừ, treo chi khách tới nhà, khách tới nhà cái em đứng trước khách, em đứng treo như thế ở không ai nhìn thấy không? Vậy là trốn khách hay gì? Nhưng mà mày nhìn cho thấy không? Thấy lúc lúc đó. Không thấy chồng không? Cái mình chơi chi giờ treo hả? Treo giờ. Treo bằng cách nào? Thì anh phải lấy khoan cái đó lại, rồi đóng đinh vô rồi treo lên, nó có móc sẵn đó. Người dân cầm đó bữa nay. Hưởng đại đạo thích cương, bắt thích cương thành một người đàn ông chân chính. Từ đó giờ mình toàn xài chân giả không, bắt làm chân chính. Thôi được rồi, đã mua về rồi, thích cương sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Yeah. Dễ thích cương giống dân chuyên nghiệp không? Đó, kiếm nè đó, để bắt cho rõ này, không phải đó, không phải kiếm cặn hay là kiếm lão như vậy. Kiếm này thích cương che bụi á, tại vì khoan á là sẽ bị bụi, nó còn vô mát, còn đây là khẩu trang phải không? Nên chuyên nghiệp nó phải vậy. Đó, bây giờ trước khi khoan rồi phải đánh dấu. Ở đâu hưởng đây không? Dạ. Từ đâu ta? Khoan, ở đây cắt tường hả? Cắt tường. Đây được chưa? Dạ. Dưới này có phần kẽm. Phải không? Đây được chưa? Ủa nếu cắt tường hả? Ở đây chứ cây khoan đổ vô tới rồi. Vậy đó đi anh. Khoan để từ từ nha, cái cương. Đến bàn. Đó vậy thấy không, cái cương chúng thợ chuyên nghiệp không. Để đây. Nó căng thôi là ổn chứ. Đây được. Đây được. Cao hơn chút nè. Để được rồi. Dạ. Ừ. Đó, phải đóng cái dấu vậy ơi. Mình đóng có cái dấu nữa khoan nữa vậy. Bên chuyên nghiệp mình phải vậy. Cầm từ đây nè. Đó, cầm vậy nè. Bỏ ở đây nè. Đó. Ủa mất dấu rồi. Lấy cái này cầm. Cái này lên thẳng một phân nữa. Từ dưới này lên thêm một phân nữa. Đó. Rồi lên. Đây này nữa phân vừa. Đó, đóng dấu rồi. Quá chuyên nghiệp. Đó. Thấy cái cương chuyên nghiệp không vậy? Căng lên nữa đúng không? Vừa. Rồi. Bây giờ mình sẽ khoan. Trong khi khoan mình sẽ phải cắm điện mới khoan được gì ơi. Chị nghiệp nghe không? Bắt đầu khoan nha Hữu. A few moments later. À, khoan hai cái lỗ. Và hai cái lỗ này sau khi khoan xong, mình chỉ cần đóng hai tập kê vô như vậy. Đó. Bây giờ các cái cương chuyên nghiệp thôi. Đóng hai tập kê vô. Mình tháo kiếm ra vào cũng được. Đó. Hai tập kê vô. Đấm chỉ cần chờ khoan lấy tôi giúp dặn hai cái này vô hai bên căng gọng kẽm qua là mình sẽ có cái màn hoàn thành thôi. Thấy cái cương giỏi không quý vị? Thì cái cương đóng hai cái
khoe vô hai cái tắc ghê rồi, bây giờ tí cư sẽ xỏ kẽm vô cái màn nữa, xỏ kẽm xong là mình treo lên là hoàn thành mọi việc. Nó nói là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không tiền chứ mình biến không gì ơi, mình vừa có tiền vừa siêng năng là cái gì cũng được. Siêng lắm, em đi mua cái màn đó. Cái màn này nhiêu tiền thử? Rẻ lắm. Nhiêu? Đó đi anh. À, rẻ 20 ngàn. Màn nào mà cái đó 20 ngàn? Cái này màn này phải không? Cương móc sẵn là gì? Đấy, cộng kẽm hơi mỏng nó sẽ em đôi không? Móc với ai nè? Dạ. Móc đôi. Cái này mình căn ngang vậy thôi. Dạ. Ok á. Nó không gớp không vậy? Thẳng lên căn hả? Cái này nó phải móc đây thử thôi. Đó, đúng không? Đúng rồi. Em móc đây. Được chưa? Vậy đó anh, đúng rồi đó. Được chưa? Được rồi đó. Nếu vậy thì phải thêm một con nữa Thuận ơi, sao? Thấy gì được rồi? Không có gì được rồi anh ơi. Quấn lại nha. Quấn đi, quấn đi, xí xít vô. Quấn xí xít vô hả? Thẳng không dây đi chứ. Thẳng không dây đúng không? Cũng mà kéo được anh thẳng. Thẳng gì nữa, tại vì nó có cái độ nặng của nó không trùng xuống chứ. Dạ. Rồi, vậy được rồi ha, xiết lại. Đó. Xiết lại là chúng ta sẽ có một sản phẩm thật là chất lượng bằng sức lao động của Tiết Cương đó, còn rẻ mà dư nè, mình chỗ giấu đây nè cho thằng thấy đó. Quá đẹp luôn, thấy Tiết Cương đi ra phía sau nhìn cũng thấy Tiết Cương không, thấy tôi không? Không cút à. Rồi đâu lấy Ngọc Thưởng vô ấy, cái Thưởng mặc cái áo này đó, cái màn này hợp á Thưởng ơi, đâu là cái màn đâu là Ngọc Thưởng rồi. Trời ơi trời, hình như bà tính trước thì sao á. Ủa, vậy hả? Nó lịch sự không vậy? Ồ, Thưởng nó lịch sự không đó, thấy không? Muốn sáng sủa đi, ta để gì? Đẹp, tay anh không ngờ Ngọc Thưởng. Trời, sao Ngọc Thưởng lựa cái màu hợp với cái màn quá vậy? Cái đầu áo của Ngọc Thưởng. Ừ. Xong rồi, bây giờ em sẽ rửa chén. Rửa chén, đi dọn lại đây quý vị ơi, bụi quá nên dọn lại quá. Chén với dặn lại là Thưởng sẽ. Đây là sau khi những công việc nặng nhọc Tiết Cương làm xong, bây giờ đến lúc Ngọc Thưởng phải làm những việc của phụ nữ. Thưởng quá dễ thương, chụp hình bô nha. Chăm... À, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương và Ngọc Thưởng. Tiết Cương làm biến nhưng mà Thưởng bắt Tiết Cương phải ngồi dậy che màn. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.